khi Rose và Lisa dỗi nhau, giận thì giận mà thương thì thương đồng hành từ khi còn là thực tập sinh. Lisa và Rose thân thiết như chị em trong nhà, thế nhưng hai nữ thần tượng cũng có lúc giận dỗi nhau như nhiều đôi bạn cùng tuổi bình thường khác. Người hâm mộ đồn đoán nghỉ chơi nhưng Lisa và Rose vẫn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Lisa và Rose vốn thân thiết, mỗi khi gặp nhau lại dính như Sam. Chính vì vậy, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện ra dấu hiệu giãn nứt giữa hai cô nàng khi xuất hiện ở sân bay, Lisa và Rose không còn khoác tay nhau tình cảm nữa. Thay vào đó, mỗi nữ thần tượng lại chọn đi một hướng. Xa cách như chưa từng thân, trong con concert tại Dallas, người hâm mộ cũng nhận ra Rose và Lisa bơ nhau ra mặt. Cả hai chẳng còn tương tác nhiều như trước, lướt qua nhau một cách nhạt nhẽo, thậm chí, khi chụp hình Lisa và Rose cũng chủ động nhích về hai phía dù đang ở cạnh nhau, bức ảnh ra đời vì thế cũng trở nên cảm lạnh bất thường, những khoảnh khắc dỗi nhau đáng yêu của Lisa và Rose thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Đôi bạn nào cũng có lúc giận hơn. Tuy nhiên, người hâm một tin rằng hai nữ thần tượng sẽ sớm làm lành, lại trở về thân thiết như trước.